Bộ Thương mại Trung Quốc cũng thông báo nước này đã yêu cầu tham vấn với Canada tại Tổ chức Thương mại Thế giới WTO về các mức thuế mà Ottawa đã áp đặt đối với xe điện và các sản phẩm nhôm thép của Trung Quốc. Tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc nêu rõ, Canada không tuân thủ các quy định của WTO, đồng thời vi phạm chính những cam kết của nước này trong WTO khi quyết định áp mức thuế quan 100% đối với xe điện và 25% đối với các sản phẩm nhôm thép của Trung Quốc. Bộ này kêu gọi Canada tuân thủ các quy định của WTO và lập tức sửa đổi những quyết định trên. Trước đó hôm 2 tháng 9, Trung Quốc thông báo mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với hạt cải dầu nhập khẩu từ Canada, một tuần sau khi Ottawa theo chân Mỹ và Liên minh châu Âu tăng thuế đối với xe điện và nhôm, thép của Trung Quốc. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng đang cân nhắc điều tra thêm một số mặt hàng khác từ Canada như hóa chất.